Một quán phở đang gây sốt trở lại sau hơn 2 năm đóng cửa. Phở Gầm Cầu có vị mặn và giá thì được cho là chát. Thế nhưng vẫn rất đông khách xếp hàng, đợi đến 45 phút để có thể thưởng thức bát phở đặc biệt này. Lần đầu mới ăn đây thì cái phở là nó hơi mặn và nó không thực sự không hợp với mình ạ. Bát phở này ngon từ nước dùng đến cái quẩy. Mình có tính ra là một ngày thì khoảng bán được khoảng mấy trăm bát của bố ạ? 500-600 bát đó. Xin chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nơi được ví như là phố ẩm thực của những người dân thủ đô. Và đặc biệt là trong những ngày gần đây thì có một quán phở gây sốt, đó là phở mặn Gầm Cầu. Như tôi được biết thì quán phở này đã mở được hơn 40 năm, nhưng trong hơn 2 năm qua thì quán phở đã đóng cửa và đã mở cửa trở lại trong những ngày gần đây, khiến rất nhiều thực khách tò mò và đến đây để thưởng thức. Và ngày hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng tôi đến đây để tìm hiểu vì sao quán phở lại có tên là phở mặn. Và thứ hai nhất là vì sao lại có đông khách đến như vậy. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo chân tôi tìm hiểu. Sau 7 ngày bất ngờ mở cửa trở lại, quán phở mặn ở đầu phố Gầm Cầu, đoạn giao cắt với phố Hàng Giấy thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Khách ăn phở ngồi kín trong nhà, ngoài hiên và cả bên đường phía đối diện. Khoảng hàng chục bàn trong nhà và một dãy bàn nhựa đặt sát ở cửa, chạy dọc vỉa hè. Ngoài những khách đã có chỗ để ngồi, vẫn nhiều người phải đứng chen chúc chờ đợi để có thể thưởng thức một bát phở mặn sốt sật dần trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Nằm sát đường nên việc quá đông đúc cũng có phần ảnh hưởng đến việc di chuyển, đi lại của người đi đường. Khách ngồi, khách đứng, nhân viên quán làm việc, xe máy di chuyển tạo nên một khung cảnh khá hỗn loạn. Quán mở cửa trở lại từ mùng 10 tháng Giêng vừa qua. Thông tin phở mặn Gầm Cầu bán trở lại đã được chia sẻ rầm rộ trên các nhóm nghiện phở, ẩm thực Hà Nội. Nhiều người khen rằng phở ở đây đậm đà, nhưng cũng có người chê mặn chát. Những tranh cãi liên tục nổ ra, nhiều TikToker review, giới thiệu cũng có thể là lý do để quán phở này đông khách đến như vậy. Dạ em chào anh có ăn ở quán này không ạ? Anh không, anh ăn lần này lần đầu tiên mà. Lần đầu tiên ạ? Thế anh ở đâu đến đây ạ? Anh ở Mỹ Đình, từ Mỹ Đình đến đây. Mười mấy cây, từ nhà anh lên đây mười mấy cây. Nhiều người ăn review, thế là anh muốn lên đây ăn thử. Dạ vâng, thế là trước đấy là mình cũng chưa ăn đúng không? Chưa ăn. Lần đầu tiên. Thế thì cảm nhận của anh sau khi mà ăn bát phở này lần đầu tiên như thế nào ạ? Anh cảm nhận ăn bát phở này ngon từ nước dùng đến cái quẩy. Nước dùng có cái vị mặn, nó ăn nó riêng. Thế anh có thấy nó có vị mặn quá không hay là hợp khẩu vị với bản thân mình? Nó, anh đã ăn nó có vị mặn, nó riêng biệt với các quán nước phở khác. Em cũng thấy là khách đến đây thì phải xếp hàng rất lâu này, cũng như là phải đợi rất lâu. Thì anh có cảm thấy khó chịu hay là có cảm thấy một điều gì đấy khi mà phải đợi rất lâu để ăn một bát phở? Anh không, tại vì anh hay đi ăn các quà thường, anh cũng hay đi ăn nên là cứ hàng nào đông nhất là anh vào. Mà đi ăn đông thì bắt buộc phải đợi rồi, ai như ai cả. Mở bán từ 6 giờ 30 sáng đến 12 giờ. Bà Trần Thị Thu Hà, chủ quán phở mặn Gầm Cầu, tay thoăn thoắt nhúng thịt, tất bật để làm một bát phở hoàn thiện cho khách. Nhìn vào khung cảnh này, ai cũng có thể cảm nhận được độ hot của quán phở. Quá đông kín khách, nhất là cao điểm vào lúc 7 giờ đến 10 giờ là lúc người dân đi ăn sáng. Gần 70 tuổi, khách lại đông. Nhiều lúc bà Hà thấy vất vả, nhưng thấy khách ủng hộ quán đông như thế này mà cho biết không hề thấy mệt mỏi. Nhà mình là bán phở được bao nhiêu năm rồi ạ? Cô bán từ năm 81, 42 năm. Trước đây tên của quán của cô là lấy tên của cô với của chồng cô. Dạ. Là Tuấn Hà. Vâng. Thế mình đổi tên thì phở mặn như thế nào ạ? Sau này khách thì cứ đặt cho cô thì cô nhận luôn cái tên đấy từ cái năm mà thập kỷ 90. Cháu thấy là dịch Covid không ổn khá lâu rồi nhưng vì sao bây giờ mình mới mở cửa trở lại ạ cô? Cô nghỉ ngơi thôi, chơi. Vâng. Thế sao bây giờ mình lại bán lại ạ? Ừ, khách nhớ cô lại bán. Thế bình thường khách ăn ở đây thì có nhận xét gì về phở nhà mình không ạ? Phở nhà cô là cái vị của nó mặn. Để nấu cái phở vị mặn như thế thì có bí quyết gì khác không? Có khác hơn gì so với phở bình thường không?
cô nghĩ là cô nấu nó mặn hơn mọi hàng khác thôi. Nhưng mà nó mặn hơn. Ừ. Ban đầu lý do vì sao phở nhà mình lại nấu mặn hơn phở bình thường ạ? Trước thì cô nấu bình thường nhưng mà cô cứ pha nó đậm lên thì khách thích. Cô ơi, sau một thời gian mình đóng cửa khá là lâu, phải hơn 2 năm đúng không ạ? Vâng, khi đúng. Mà mở lại mà quán của mình vẫn đông khách ấy ạ, thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Cô vui chứ. Vâng. Cô nghĩ là cô mở lại là không bán được ấy. Nhưng không ngờ là khách vẫn đến ủng hộ. Ngoài bà Hà và những thành viên trong gia đình, quán còn thuê thêm 4 người làm, từ khâu cắt thịt, trụng bánh phở, bưng bê, trông xe, rửa bát. Tổng số nhân công phải có đến 8 đến 9 người làm việc mỗi ngày. Phở mặn thu hút khách bởi hai sắc thái rõ rệt. Một bên là những khách quen lâu năm, yêu thích phở mặn của bà Hà. Khi nghe quán phở mở cửa trở lại đã ngay lập tức đến ủng hộ. Phần còn lại là những người tò mò khi quán phở này nổi tiếng trên mạng xã hội, mong muốn được thưởng thức, kiểm chứng độ mặn của bát phở do bà Hà chế biến. Đây là lần đầu mình đến đây ăn. Mình cách đây chắc tầm 2-3 cây thôi. Thì lần đầu mình ăn ở đây thì mình ăn đây bởi vì thấy nó viral trên mạng. Lần đầu mình ăn đây mình thấy cái phở là nó hơi mặn và nó không, thực sự không hợp với mình cả. Nhiều vị khách lần đầu tiên đến đây ăn đã chia sẻ về việc không hợp khẩu vị vì phở thường có vị thanh thanh, nhưng phở ở đây thì lại rất đậm đà, thậm chí là mặn. Có người đến phải chờ đến 30 phút, thậm chí là 45 phút để được ăn một bát phở. Nhiều người không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đành bỏ cuộc chuyển sang ăn một món khác. Ngoài việc mặn về hương vị, phải xếp hàng đợi lâu mới có phở ăn, nhiều thực khách cũng cho rằng phở mặn có giá khá cao so với thị trường phở hiện nay. Trung bình mỗi bát phở có giá từ 40 đến 80 nghìn đồng, trong đó phở lõi rùa là loại được yêu thích và được khách gọi nhiều nhất. Dù giá của bát phở này lên đến 80 nghìn đồng nhưng vẫn cháy hàng. Nếu gọi thêm quẩy hay trà đá, một bữa sáng của thực khách có thể lên đến gần 100 nghìn đồng. Tính trong vài tiếng buổi sáng, quán phục vụ tới hàng trăm thực khách. Từ bữa giờ thì có đông khách không ạ? Đông lắm. Mình có tính là một ngày thì khoảng bán được khoảng mấy trăm bát hả cô? 5-600 bát đó. 5-600 bát. Cô ơi, thế khi mà khách quay trở lại để ăn thì mọi người có cảm nhận như thế nào, có khác về hương vị so với mấy năm trước không ạ? Cô làm vẫn thế mà cháu. Cái hương vị là vẫn như thế? Vâng, khách cũng hài lòng. Khách mới hay khách cũ thì khách nào nhiều hơn? Khách cũ của cô cũng nhiều, khách mới nhiều. Vâng. Mình có định là sẽ mở thêm chi nhánh không? Không, cô chỉ có đây thôi. Cô chỉ có chỗ này thôi. Vì nhà cô thì không có người đâu. Cô chỉ mỗi địa điểm này thôi. Cháu thấy là quán của cô cũng rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Vâng. Thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Khi mà rất nhiều vâng. người biết đến. Cô cũng rất chi là vui và hạnh phúc. Và mọi người quan tâm tới cô. Ngày hôm nay tôi đến đây thì thực sự là quán rất là đông khách và cũng có rất nhiều vị khách phải chờ đợi rất là lâu để có thể thưởng thức phở. Và thưa quý vị, quán này thì có một cách phục vụ khá là đặc biệt, đó là có một cái máy bấm số thứ tự như thế này để khách có thể order phở. Số thứ tự của tôi là 239 thưa quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ ra bàn ngồi để có thể chờ đợi bát phở của mình. A few moments later. Tôi nói là tôi ra bàn ngồi, tuy nhiên là tôi vẫn chưa có bàn để ngồi thưa quý vị, bởi vì khách đang khá là đông và bây giờ thì tôi đang phải đứng đợi một lúc để có thể là tìm cho mình một cái vị trí để có thể ngồi. Và sau một thời gian chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng đã có bát phở của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để cảm nhận xem là bát phở ở quán phở mặn Gầm Gầu có thực sự mặn như là nhận xét của trên của cộng đồng mạng cũng như là thực khách đến đây. Bây giờ thì mời quý vị cùng tôi thưởng thức ạ. Quý vị
theo cảm nhận của tôi thì phở ở đây đúng là nước dùng có phần đậm đà hơn những quán phở mà tôi đã từng ăn. Còn để nói là quá mặn hay là khó ăn thì bản thân tôi cảm thấy khá là phù hợp với nước dùng ở đây. Và tôi thấy một bát phở thì khá là đầy đặn, và bản thân tôi thì cũng không thể ăn hết được một bát phở đầy đặn như thế này vào một buổi sáng. Và nếu như quý vị có cơ hội thì có thể ghé thăm phở Mạnh Cầm Cầu, có thể thưởng thức một bát phở mà gây sốt trong thời gian vừa qua. Trong những ngày gần đây, phở Mặn Gầm Cầu vẫn đang tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Có mặn quá hay không? Câu trả lời có lẽ là tùy khẩu vị của từng người thưởng thức. Thưa quý vị, hôm nay, ngày cuối cùng của tháng 2, giá vàng miếng SJC liên tục tăng. Và chiều bán ra đến 10 giờ sáng ngày hôm nay thì đã đến 80 triệu đồng một lượng. Dự báo về giá vàng miếng trong nước, các chuyên gia đưa ra hai kịch bản tùy thuộc vào can thiệp chính sách từ phía cơ quan quản lý. Vâng, thưa quý vị, nguyên căn vàng trong nước biến động tăng giảm bất thường, đến giao dịch trên thị trường rất yếu, chỉ cần cầu hay cung tăng nhẹ cũng khiến cho giá biến động. Và thêm vào đó là tác động từ tỷ giá đi lên những ngày gần đây cũng làm cho kim loại quý tăng giá. Theo đó, mở cửa ngày 29 tháng 2, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hai lần điều chỉnh tăng giá vàng miếng. Lúc 9 giờ 50 phút, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm 700.000 đồng mỗi lượng cả hai chiều mua và bán, lên 78-80 triệu đồng. Đây là mức cao nhất của vàng miếng từ đầu năm 2024 đến nay. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng miếng SJC và vàng ép phỉ của thương hiệu này cùng thời điểm cũng lên sát 80 triệu. Mỗi lượng vàng miếng được Doji niêm yết 79,95 triệu đồng. Tuy nhiên, mức 80 triệu đồng không giữ được lâu. Khi giá vàng miếng lên gần đỉnh cũ, lực bán ra khiến giá vàng miếng đảo chiều giảm chỉ sau nửa tiếng. Lúc 10 giờ 10 phút, SJC niêm yết giá 77,7-79,7 triệu đồng, còn Doji niêm yết 77,65-79,65 triệu đồng.